Shop chơi đèn led xin chào các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy led Audi A8 gắn trên choa Exciter 135. Và chế độ đèn mi, đèn sáng hai bên màu trắng, xi nhan bên nào thì đèn chuyển sang màu vàng và chạy hiệu ứng Audi A8 bên đấy. Xi nhan chiều. Mạch led này rất chi là sáng các bạn nhé. Khi xi nhan thì chuyển sang màu vàng để đảm bảo khi trời nắng thì tín hiệu xi nhan vẫn rất rõ ràng, không bị mờ như một số loại led Audi làm kém chất lượng. Xi nhan lại này. Rồi ok, mọi thông tin lắc mắc và hỗ trợ tư vấn miễn phí các bạn alo vào số hotline 0985022495. Chào các bạn.